Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thời tiết các bạn nhìn thấy nó rất là nắng không? Nay mình chơi thử thách đó là trứng lộn một nắng nha. Hôm nay trời nắng quá, nay mình sẽ ngồi phơi trứng lộn. Đây là những quả trứng lộn nha, mình sẽ phơi nó ở dưới nắng này. Trời hôm nay các bạn nhìn thấy trời hôm nay nó nắng không ạ? Nó nắng không? Nắng. Toát mồ hôi. Ngồi phơi từ nãy đến giờ. Không biết là trứng lộn một nắng có ăn được không nhỉ mọi người? Thôi bây giờ cứ ngồi chờ đợi trứng. Nóng quá. Bây giờ là khoảng 11:30. Không biết liệu trứng nó có chín được không. Giờ thấy nó hơi ấm ấm. Chói thêm vào đây. Ôi, đợi. Chờ chúng nó chín. Nắng quá mọi người, đội cái mũ. Tới nay khá là nắng. Hôm nay nhiệt độ cũng rơi vào khoảng, mình không biết hôm nay nhiệt độ bao nhiêu nữa. Mọi người biết nhiệt độ hôm nay bao nhiêu cho mình xin cái nhiệt độ nha. Mọi người biết nhìn cái da tay mình đã đen hết. Nóng quá. À, khả năng nóng nóng rồi mọi người. Ấm ấm này, nóng rồi. Khả năng mình sẽ đi lấy con dao nha. Con dao và lấy một ít đồ ăn. Đây rồi mọi người ơi, hôm nay sẽ chuẩn bị thêm một ít gia vị. Không biết là nó có ăn được không, nhưng mà chuẩn bị trước. Đây là muối này, đây là mì chính này. Ở đây là con dao nha. Và nguyên gia vị thì không thể thiếu được, đó là rau răm, ớt, gừng và một quả chanh nữa nha. Đây. Và cũng sau một khoảng thời gian nướng và chờ đợi, không biết là bây giờ liệu bây giờ nó cũng khá là nóng rồi đấy, khá là nóng rồi, nhưng mà không biết là có ăn được không nhá. Giờ mình sẽ thử một quả này xem có ăn được không ạ. Cũng khá là nóng rồi đấy mọi người ạ, để một khoảng thời gian rồi nên nó cũng khá là nóng. Liệu không biết là trứng một nắng này ăn nó có cái vị gì và ra là sao nhá. Và bây giờ mình sẽ cùng mở thưởng thức
Bây giờ mình sẽ có một ít muối, một ít mì chính. Và mình sẽ hấp gừng. Vào đây là gừng. Đó. Trời nắng này mà ăn gừng thì khả năng là cũng nóng rực ruột đấy. À, để không cho mọi người chờ lâu. Và bây giờ mình sẽ, cái nào cũng khá là nóng rồi đấy, khá là nóng rồi đấy. Và bây giờ sẽ cùng mổ ra cho mọi người thưởng thức nha. Trứng một lắng nha. Mời mọi người, trời hôm nay rất là nắng. Mình sẽ bóc để ra trong. Nhìn nó vẫn còn sống sống mọi người ạ. Thử tí nước đó nha. Rất là tanh. Tanh lắm mọi người ạ, không ăn được. Khả năng là không ăn được đâu. Vẫn chưa chín mọi người ạ. Nhưng mà vẫn phải ăn này. Mời mọi người nhá. Nên. Đây là trứng một nắng và thành quả của mình. Mời mọi người nhá, mời mọi người cùng ăn. Mình sẽ cho một chút muối. Một chút mì chính. Và một chút cỏ nha. Mình sẽ ăn cùng. Mời mọi người lên trứng một nắng. Mời mọi người. Dai lắm mọi người ơi. Tanh lắm. Không ăn được. Trứng một nắng không ăn được. Tanh lắm. Mùi rất là tanh. Rất là nồng. Tanh quá. Tanh lắm mọi người ạ. Càng nhai càng ngon mọi người ạ. Ngon lắm. Ngon lắm. Mời mọi người thưởng thức nhá. Mà đừng có làm theo đâu nhá. Không ăn được đâu. Rồi lại đáp đi đây. Mời mọi người nhá. Ăn thêm chút cỏ. Làm thêm quả nữa. Nó hơi âm âm. Hơi âm âm ấm ấm. Mọi người ạ. Mùi tanh tanh. Tanh lắm mọi người ạ. Có nước này mọi người. Tanh á. Giờ mình sẽ bắt một chút chanh trước này. Một chút muối. Một chút mì chính. Và không thể thiếu đó là cỏ. Cỏ nhá mọi người. Đây là cỏ nhá. Để mình sẽ phải bẻ thêm. Các bạn là trứng này nó vẫn chưa chín đấy mọi người ạ. Ăn
ăn cảm giác nó hơi hơi ghê ghê. Mời mọi người nha. Trứng một lăng, xin mời. Ngon. Đó, mọi người ạ. Cỏ nha, mời mọi người. Mời mọi người nhai cỏ nha. Nó cỏ nhiều lắm. Trời nắng quá. Nó vẫn còn hâm hâm mà. Đúng rồi. Mình sẽ phải làm thêm một quả nữa. Ngọt lắm mọi người ạ. Trứng một nắng ngọt lắm. Ngọt lắm. Nên mời mọi người. À mọi người, nó vẫn còn sống rồi nha. Thịt trứng vẫn còn sống rồi, con vẫn sống rồi. Ăn tanh được, ăn được. Ngon lắm mọi người ạ. Mời mọi người nha. Trứng một nắng dài lắm mọi người. Đây ấy, bao phê mời mọi người. Đó. Và video
đến đây xin được kết thúc và xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người. Rất mong mọi người xem ủng hộ video của mình. Mọi người sẽ ấn cho mình một nút like, một nút chia sẻ và hãy comment và hãy nhớ bấm chuông và subscribe cho kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người vào chương trình.